Chào anh chị và các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách đếm giá trị duy nhất bỏ qua giá trị trục trong Excel. Chúng ta cùng xem xét bảng dữ liệu ở đây. Đây là danh sách nhân viên thuộc các cửa hàng đăng ký tham dự một cái chương trình hội thảo. Thì tổng cộng mình đang có là 89 nhân viên đăng ký, tuy nhiên sẽ có những cái cửa hàng là có nhiều nhân viên của một cửa hàng đăng ký. Và cái nhu cầu của chúng ta cần biết là hiện tại có bao nhiêu cửa hàng đang tham dự cái chương trình hội thảo này. Do vậy chúng ta sẽ cần phải đếm số giá trị cửa hàng duy nhất ở đây. Thì bây giờ cách đầu tiên là chúng ta sẽ dùng hàm sum product kết hợp với lại hàm cao if. Ở trong chuỗi bài Excel cơ bản, mình đã có giới thiệu đến anh chị và các bạn hàm cao if. Thì hàm cao if bao gồm hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là phần range, yếu tố thứ hai là criteria. Phần range đại diện cho cái vùng dữ liệu mà chúng ta cần xét điều kiện, và phần criteria chính là điều kiện mà chúng ta cần xét. Thì đến với bài này, phần range chúng ta vẫn sẽ chọn cái vùng xét điều kiện, bởi vì chúng ta cần tìm số lượng cửa hàng không trùng nhau, cho nên là mình sẽ chọn vùng dữ liệu từ D4 cho đến ô D92 này và nhấn phím F4 để cố định vùng dữ liệu. Tuy nhiên đến cái phần criteria này thì lần này á mình sẽ không có nhập một cái điều kiện cụ thể nào, mà mình sẽ chọn luôn từ ô D4 đến ô 92, tức là nó bằng với lại cái vùng range điều kiện của mình luôn. Rồi, một đóng ngoặc thì Excel sẽ trả về dữ liệu chạy dài xuống một cột như thế này. Ví dụ như ở cửa hàng 260 này có giá trị là 3, có nghĩa là trong cái vùng từ ô D4 đến ô D92 này thì có 3 ô mang giá trị là CH260. Rồi, tiếp theo á chúng ta sẽ lấy một chia. À, mình lấy một chia cho cái hàm cao if này thì mọi người sẽ thấy là cái giá trị ở chỗ cửa hàng 260 này chỉ còn là 0,3333, tức là khoảng 1/3. Thì ý tưởng chỗ này của mình á là để lát nữa mình sum lại, ví dụ nha. Mình sẽ filter cái chỗ này. Rồi, mình sẽ lọc cửa hàng 260 ha. Thì ở chỗ này có 3 cái ô mang cửa hàng 260, thì lát nữa mà mình cộng lại á thì nó sẽ ra là giá trị là 1, tức là để mình đếm rằng dù cái này có 3 ô thì cuối cùng lát nữa là mình chỉ tính là một giá trị mà thôi. Ba thằng này cộng lại là 1, tức là chỉ có một cửa hàng là 260 mà thôi. Rồi ví dụ tiếp theo đi ha. Ví dụ như là cái chỗ này là cửa hàng 238 này thì nó có giá trị là 0,16667, tức là khoảng 1/6. Thì mình thử filter nhé. CH238 có tổng cộng là 6 ô mang cái giá trị này, thì nếu mà lát nữa mình sum cái phần này lại á thì nó sẽ ra giá trị là 1 á. Thì có nghĩa là dù ở đây có 6 dòng nhưng mà chỉ có một cửa hàng là 238 mà thôi. Thì đây chính là cái ý tưởng của mình. Thì để cộng được á thì mình sẽ dùng hàm sum product, mình cộng thêm ha, thì mọi người sẽ nhập thêm hàm sum product được không ạ? Rồi bây giờ đó mình sẽ copy cái công thức ở đây đó, mình sẽ copy công thức ở đây và mình paste vào cái hàm sum product này. Rồi đó thì Excel sẽ trả về là con số 62, tức là ở đây có 62 cửa hàng riêng biệt. Dù có 89 người đăng ký, tuy nhiên là 89 người này chỉ đến từ 62 cửa hàng mà thôi, chứ không phải là 89 người này đến từ 89 cửa hàng. Đó thì hồi nãy á, mình cộng với số 1/3 này nè, cộng lại 3 cái cửa hàng 260 với nhau này, cộng lại giá trị là 1. Thì đó là lý do tại sao mà mình lấy cái 1/cao if này ha, mình kết hợp thêm hàm sum product để ra được cái số lượng cửa hàng duy nhất này là 62 cửa hàng. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu với cách thứ hai. Ở cách thứ hai là mình sẽ dùng hàm count a và hàm unique ha. Hàm unique là hàm sẽ cho phép chúng ta lọc ra các giá trị duy nhất. Ví dụ mình sẽ nhập hàm bằng unique, sau đó mình sẽ chọn toàn bộ cái danh sách cửa hàng trong cột D4 cho đến ô D92 này của chúng ta. Đây thì hàm unique sẽ trả về danh sách tất cả các cửa hàng và là duy nhất. Hàm này sẽ lọc bỏ các giá trị trùng đi nha mọi người. Xong sau đó chúng ta sẽ kết hợp thêm hàm count a vào để mình đếm cái số lượng ô có chứa dữ liệu của hàm unique này nè mọi người. Rồi, bằng count a mình kết hợp thêm hàm unique bên trong ha. Ngoặc, rồi sau đó chúng ta chọn từ ô D4 cho đến ô D92, đóng ngoặc hai lần. Enter. Đây, kết quả cũng trả về là 62 cửa hàng duy nhất. Nó giống với lại cái kết quả ở bên cách thứ nhất là dùng hàm sum product kết hợp với hàm count if ở đây. Rồi, đây là hai cách ha. Cách thứ hai là dùng hàm count a kết hợp với hàm unique. Rồi, mình sang cách thứ ba nha. Cách thứ ba là mình sẽ dùng chức năng remove duplicate của Excel, sau đó mình sẽ phải dùng thêm cái hàm count a vô. Ví dụ
mình sẽ dùng, mình sẽ copy toàn bộ từ OD4 đến OD92 này, mình bắt và đưa ra cái một ô mới. Sau đó mọi người để nguyên ha, mình để nguyên cái vùng chọn ở đây, mình vào mục data, mình vào mục data chọn cho mình cái biểu tượng của remove duplicate này, rồi và chọn ok. Thì bây giờ Excel thông báo là có 27 giá trị trùng lặp đã tìm thấy và được xóa bỏ, còn lại 62 giá trị duy nhất đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng thêm hàm Kawaii và mình chọn toàn bộ cột dây này, thì kết quả nó cũng ra là 62 cửa hàng tham dự đó, nó giống với kết quả của hai cách đầu tiên. Thì đây là cách thứ ba dùng remove duplicate. Và cách thứ tư là cách mà mình sẽ dùng là pivot table. Rồi chúng ta sẽ chọn hết bảng dữ liệu, mình sẽ chọn insert, chọn pivot table. Mình không có cho cái pivot này ra sheet mới cho nên là mình chọn là existing worksheet ha mọi người. Rồi mình chọn một cái ô ở đây đi, mình chọn đại ô ở đây, rồi ok. Rồi bây giờ mình chỉ cần kéo cái thẻ cửa hàng và thả vào dòng row thì chúng ta sẽ ngay lập tức có danh sách cửa hàng. Ở đây là mình sẽ có là 62 cửa hàng. Thì pivot table nó lại còn tiện lợi hơn một cái là chúng ta sẽ biết được luôn là một cái cửa hàng là có bao nhiêu nhân viên tham dự. Ví dụ cửa hàng 043 này là có 3 nhân viên tham dự nè. Rồi cửa hàng 188 này có 2 nhân viên tham dự nè. Thì đây là cái cách thứ tư mà để mình tìm ra là số lượng giá trị duy nhất ở trong vùng dữ liệu. Thì trong thực tế á, mọi người sẽ tùy tình huống để sử dụng bốn cách này. Nếu mà mọi người muốn thống kê chi tiết là từng cửa hàng có bao nhiêu nhân viên á, thì mọi người sẽ dùng pivot table. Rồi còn cái cách thứ ba là dùng remove duplicate á, là cũng có thể là mình chỉ cần tìm số lượng cửa hàng tham dự, nhưng mà cái cách này thì nó hơi dài. Mình thường dùng cái cách remove duplicate này khi mà mình cần phải tạo ra một cái bảng công thức. Ví dụ ở đây là cửa hàng, ở đây là số lượng nhân viên tham dự, được không ạ? À? Thì mình sẽ bằng count đó, lúc này mình sẽ kết hợp thêm hàm count equal. À, mình sẽ đếm từ D4 đến D92 này, phải lấy cái criteria là chính là cửa hàng này. Và đó thì lúc này mình sẽ, tức là khi mà mình cần lập một cái bảng và viết công thức á, thì mình sẽ dùng cái phần remove duplicate này. Còn nếu không thì mình dùng cái pivot table này thì vẫn nhanh hơn. Còn trong điều kiện á, mà mình cần phải điền số duy nhất vào trong một cái ô nào đó trong cái bảng dữ liệu của mình để dạng làm report á, thì chúng ta sẽ dùng cách 1 và cách 2 nó sẽ ok hơn, bởi vì chúng ta chỉ cần quan tâm là nó trả về đúng một con số giá trị là 62 thôi, chứ mình không cần quan tâm là những cửa hàng duy nhất đó là những cửa hàng nào hay là số lượng nhân viên của cái cửa hàng đó là bao nhiêu. Chúng ta sẽ không cần quan tâm cái vấn đề đó. Được không ạ? À? Thì đây là bốn cách để đếm các giá trị không trùng trong Excel. Ngoài ra cũng sẽ còn nhiều cách khác nữa, thì các anh chị thấy cách nào dễ và thuận tiện cho mình thì mình cứ áp dụng vào thực tế nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.